Xin chào cả nhà, chào cả nhà đến với phiên bán hàng ngày mùng 5 tháng 6 2023 nha. Thì đây là cây hồng Gia Lai đã nở ngày thứ 3 rồi nha cả nhà nha. Tưới nước với lại buổi sáng sớm nên cánh nó hơi cộp nhưng mà vẫn giữ được cái gam màu rất là đặc sắc, chuẩn tông hồng nha cả nhà nha. Một gam màu rất là tươi tắn. Đây cả nhà nha. Nói về dòng hồng thì đây là chuẩn tông hồng nha cả nhà nha. Mũi hồng, mắt hồng. Rất là rực rỡ ha cả nhà ha. Đây là một cái bông hồng đã nở ngày thứ 3 và cánh nó cũng khá là tàn rồi. Đó, là em mới tưới nước cho cây lên nó hơi rũ nha cả nhà. Đó, cái màu sắc rất là đậm và đẹp nha cả nhà nha. Gam màu hồng tươi tắn. Rất là rực rỡ ha. Đó, đây là một cái bông hoa nở tự nhiên cho một chuỗi hoa rất đẹp ha cả nhà. Thì ở đây em có chia sẻ cả nhà mình một số cây hồng Gia Lai nha. Đây là những cây hồng Gia Lai nè nhà ơi. Này thì đây, chợ hồng Gia Lai số 1 em chia sẻ các em mình giá là 250 nha. 250 nha cả nhà nha. Đó, 250 cho chợ hồng Gia Lai số 1 ha. Hồng Gia Lai số 1 250 nha cả nhà. Rồi, chợ hồng Gia Lai số 2 này cũng 250 nè cả nhà. Ba cái chồi rễ nè cả nhà ơi, bao lực ha. Hồng Gia Lai số 2 cũng 250 ha. Cây rất là đẹp, mở lá khỏe nha cả nhà nha. Đó, hồng Gia Lai số 2 350. Hồng Gia Lai số 3 này cũng 250 nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái bộ rễ nè. Cây rễ khỏe là cây nó khỏe nè. Rễ nó rất là đẹp nha cả nhà nha. Hồng Gia Lai số 2 này cũng 350 ha. Rồi, tiếp theo em lên một chậu gấu trúc nụ chia sẻ cả nhà nha. Chỗ này có phi dân thân nè. Cái kia đó rất là mau lớn như cả nhà nha. Kia tự nhiên ha. Rất là lực ha. Rồi đây có nụ cho cả nhà mình dàn ngắm hoa nè. Ở dưới gốc thì nó đang sưng hai cái kia và mầm gốc thì còn rinh nha cả nhà nha. Gốc đang u và chuẩn bị bật gốc nè. Gốc này bật lên thì rất là lực. Thường những cái dòng mà cây kia tự nhiên bật gốc rồi thì rất là khỏe ha. Để chợ cấu trúc nụ này em chia sẻ cả nhà mình giá là 1 triệu nha. Cho cả nhà mình dàn ngắm hoa, kia thì để nhân giống. Rồi mầm gốc bật lên thì cây nó lại khỏe thôi cả nhà. Đó. Cây rất tiềm năng ha cả nhà ha. Cấu trúc nụ cho cả nhà mình sưu tầm 1 triệu nha cả nhà nha. 1 triệu là về cả nhà mình có giống gấu chơi rồi ngắm hoa nữa rồi. Gấu khuôn hoa to đẹp và rất thơm nha cả nhà. Thì ở đây em có một số cây nhỏ chia sẻ cả nhà mình nè. Hôm bữa nhỏ cây ươm 52 thì em chia sẻ cả nhà mình 300, còn cây này chia sẻ cả nhà mình giá là 270 một cây thôi nha. Đây là những cây gấu cắt khúc ươm tự nhiên nha cả nhà nha. 270 ngàn một cây ha. Đó, cây mở lá khỏe ha cả nhà ha. Gấu số 1 270. Đó, 270.000 nha. Đó, gấu số 1 270. Cái gấu số 2 này cũng 270 nha cả nhà. Đó, ở đây còn một mắt mà. Cái đầu ngọn còn một mắt này cả nhà. Cái này cũng 270 ha. Đây là cái đầu ngọn nha cả nhà nha. Cái này cũng 270. Là đây em lên cho cả nhà một cây ngọc sơn cước này cả nhà thấy không, những cây ươm ngọc sơn cước nó rất là mau lớn ha. Bữa chút xíu mà giờ đã to bằng chừng này rồi. Thì cái cây này to em chia sẻ cả nhà mình giá là 700.000 nha. Đây, rễ khỏe lắm nha cả nhà nha. Cây ươm rất là mau lớn ha. Cây ngọc sơn cước này em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 700.000 nha. 700.000 cho cây ngọc sơn cước này ha cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy cái bộ rễ và cái lá nó mở ngọn không? Mở rất là to ha. Ngọc sơn cước này 700 nha cả nhà nha. Kia rất là lực cho cả nhà mình sưu tầm ha. Rồi, em mới tách một cái kia người đẹp Bình Dương. À đây là cái mầm gốc nha cả nhà nha. Một cái mầm gốc người đẹp Bình Dương số đo dài 15 cm. Bộ rễ rất là uy tín nha cả nhà mình ha. Đó, rễ rất là nhiều. Thường thì những kia như thế này cả nhà mình tách xuống trồng là vừa nè. Nó chạy rễ là vừa đẹp luôn ha. Đó, mầm gốc người đẹp Bình Dương số đo là 15 cm, chia sẻ cả nhà mình giá cái mầm gốc người đẹp Bình Dương này là 1,6 triệu nha. Đó, thường những cây ươm thì em đã bán cho cả nhà mình 1 triệu rồi. Thì những cái mầm gốc này em nó dài 15 cm, chia sẻ cả nhà mình giá yêu thương là 1,6 triệu thôi ha. Đây nha cả nhà nha, bộ rễ uy tín nha. Đó, cái dòng người đẹp Bình Dương này nó rất là khỏe. Đó, bộ rễ mầm gốc người đẹp Bình Dương 1,6 triệu, số đo dài 15 cm.
cả nhà mình sưu tầm mấy giống nha. Rễ khỏe ha cả nhà ha. Rồi em qua nha cả nhà. Rồi đây là một chậu hồng tiểu điệp nha cả nhà nha. Mặt bông hồng tiểu điệp thì cái gam hồng nó na ná với cái gam hồng Gia Lai cả nhà. Hồng rất là đẹp nha, bông hồng rất là rực rỡ. Đó. Tiểu điệp hồng chậu này chia sẻ cả nhà mình giá là 400.000 ha. 400.000 cho chậu hồng tiểu điệp. Tiểu điệp hồng này 400 nha cả nhà nha. Nụ nha cả nhà. Cả nhà mình lấy gì ngắm hoa nha. Tiểu điệp hồng chậu này 400.000, đang nụ cho cả nhà mình lấy gì ngắm hoa và có kia danh thân. Đây nha cả nhà nha. Kia danh thân bên đây ạ. Đây, cái kia đây. Đó, tiểu điệp hồng số 1 400.000. Rồi em có chậu tiểu điệp hồng số 2 này cũng 400.000 nha. Đang nụ nha, nụ tự nhiên hết nha cả nhà nha. Đó, cây già tới thời điểm của nó là nó tự bật nụ nè, không có kích nha cả nhà. Tiểu điệp hồng 400.000. Cái lùm này về làm tác phẩm chơi sướng nha cả nhà ơi. Kỳ mầm gốc rồi có nụ cho cả nhà mình ngắm hoa nè. Đó, chậu tiểu điệp hồng số 2 cũng 400.000. Thì mỗi ngày em lên một cái video ngắn gọn cho cả nhà mình theo dõi. Thì có những mặt hàng như vậy, cả nhà mình có mua gì thì ủng hộ liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề nha. Chúc cả nhà ngày thứ hai đầu tuần nhiều niềm vui nha. Rồi em xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.